Em nhận uống hộp cho anh em nha, anh em thợ nha. Em uống rất ngay, thẳng, thẳng bóng mặt luôn cho anh em luôn nha. À, rất thẳng nha. Để đảm bảo cho anh em đấu vô trong cái khung sườn nhà, cửa sổ, cửa sắt cho anh em, khung cửa cho anh em nha. Hàng rào rất thẳng nha. Đây, anh em xem. Rất thẳng nha. Thẳng mặt bóng đẹp luôn. Em nhận uống hộp U Dương Quê tròn cắt tiếp các loại cho anh em nha. Uống rất bóng nha. Anh em thợ nào có nhu cầu uống hộp làm cửa, hàng rào, tiếp ở đây em cuốn tiếp maximum là tiếp 90 cho đến tiếp 21. Hộp là uống hộp các loại luôn. 3, 6, 4, 8 đầy đủ nha. Để em có nhận uống tiếp 90 cho anh em làm máy xịt thuốc nữa nha. Anh em nào có nhu cầu là chế tạo máy xịt thuốc, ở đây em nhận cho anh em luôn, nhận làm cho anh em luôn. Đây, em đang uống cây hộp 36 thẳng và bóng cho anh em thợ, cho anh em thợ về gắp cửa hàng rào, cửa của giường. Hoàng Mai 0907 790079. Rồi đó con, được chưa con? Rồi được đó, chúng ta thấy được rồi đó. Rồi để xuống, để xuống. Rồi tí dư luôn rồi, ngon rồi. Nhiều. Rồi được rồi đó.